thì sao? Tao có tiền trả mày, tao tự giết tao chứ sao? Tao nói đâu là tao mẹ em khổ thiệt hả Tâm ơi? Em là con em khổ thiệt tình anh Tâm ơi. Anh trả cho em đi mà đừng có làm vậy mà anh Tâm. Mày khổ hả? À? Dạ. Mày khổ hả Vũ? Dạ đúng rồi. Mày khổ sao bằng tao khổ Vũ? Tao khổ lắm Vũ ơi Vũ. Mày coi nè. Mấy ngày mấy có đêm nào tao ngủ được đâu Vũ. Sao khổ nữa? Mày coi nè. Nhìn mặt tao nè. Dạ. Mày cái ma nó hổ vô quá anh thấy không? Em nói không bắt tin, không bắt tin. Anh làm mặt hết ẩm sinh mà. Anh nói hồi xưa cái mặt anh mới tân ra em như cá liền kèm rồi. Bây giờ hết chỗ nào nữa trời. Đó đó đó. Anh em bạn bè mà mày đâu có gặp tao thường xuyên, mày đâu có thấy. Hồi xưa tao hết vô có 1 cm thôi. Mấy đêm nay không ngủ giờ tao quất 5 cm. Trời đất ơi. Trời thấy không. Đưa nguyên thằng răng ra nè. Trời ơi anh nói vậy. Thì mà mai mày sao? Hôm qua với công ty với Bến Tre lên đây kiếm tao, nhận tao vô làm mày. Trời vậy có việc làm hả? Ờ đi làm gì vậy? Nạo dừa bằng ngọ. Đó, nó giỡn với anh đó chứ ai mà giật xài công nghiệp không ai mà xài bằng ngõ anh ơi. Mà nói nghe nè. Làm gì được? Ủa, mà anh nói anh làm việc khổ sở. Tại sao anh nghĩ với anh đi? Ai gặp em cũng nói cho á. Ngày nào cũng uống cà phê quán á. Không có tiền uống nước ở nhà, đợi tới tiền uống cà phê quán chi vậy? Đó, đó, vụ. Mày cũng có hiểu. Tao đâu phải là muốn